Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh TH Channel. Kính thưa quý vị, cách đây không lâu, chỉ khoảng 4 tháng trước, Campuchia đã chính thức đánh dấu một chương mới trong lịch sử phát triển của mình. Dưới sự lãnh đạo đầy quyền uy của cha con ông Hun Sen, một dự án kênh đảo mang tên Phù Nam Tech Châu đã được khởi công. Đây không chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng, mà còn là một biểu tượng của những toàn tính chiến lược, phản ánh những căng thẳng, âm ỉ từ lâu giữa Campuchia và các quốc gia ven dòng sông Mê Công, nơi những dòng nước luôn chảy xiết với muôn vàn biến động về chính trị và kinh tế nhưng điều khiến dư luận dậy sóng chính là sự hiện diện của trung quốc trong dự án này với nguồn vốn khổng lồ và những lời hứa hẹn đầy thuyết phục bắc kinh đã góp mặt như một đối tác chiến lược không thể thiếu những tia hy vọng bừng sáng đối với người dân campuchia rằng dự án này sẽ thay đổi diện mạo của cả quốc gia thế nhưng niềm hân hoan ấy dường như chỉ tồn tại trong thoáng chốc sau vài tháng sôi động ban đầu mọi thông tin về tiến trình thi công bỗng nhiên chìm vào im lặng. Bóng dáng của Trung Quốc từng là trụ cột chính, giờ đây như dần tan biến giữa lớp xương mờ mịt. Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu đây có phải là một cuộc rút lui âm thầm để lại Campuchia với một dự án giang dở, giống như những thành phố ma bị bỏ hoang ở Sihanoukville? Có rất nhiều đồn đoán, nhiều câu chuyện chưa được giải đáp về tương lai của dự án Phủ Nam Techro Vậy điều gì thật sự đang ẩn giấu sau lớp mặt nạ bí ẩn của công trình này. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn qua video ngày hôm nay. Quay trở lại với lễ khởi công diễn ra vào tháng 8 vừa qua, sự kiện được đánh giá là một dấu mốc lịch sử. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Campuchia ông Hun Manet đã cúi mình trước các nhà sư mặc áo cà sa trong một nghi thức trang nghiêm để đón nhận phước lành. Tiếng pháo hoa nổ vang, bóng bay đủ màu sắc dợp trời, đánh dấu khởi đầu của một công trình mà ông hy vọng sẽ trở thành nguồn sức mạnh thay đổi vận mệnh kinh tế của quốc gia mình. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân Campuchia, Hun Manet đã công bố một cam kết lớn từ phía Trung Quốc. Họ sẽ góp 49% vốn đầu tư vào kênh đào Phủ Nam Tế tuyến đường chiến lược nối sông Mekong với vịnh Thái Lan với mục tiêu đầy tham vọng là giảm sự phụ thuộc vào nước láng giềng Việt Nam trong vấn đề vận tải. Ông nhấn mạnh rằng Campuchia cần tự đứng trên đôi chân của mình, hay như cách ông ví von, phải thở bằng mũi của chính mình. Chính phủ Campuchia đã đưa ra những tính toán ban đầu dự đoán rằng dự án kênh đào phủ Nam Têchô sẽ tiêu tốn khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ gần tương đương với 4% GDP hàng năm của cả nước. Nhưng dù những lời hứa hẹn đầy ấn tượng đó đã được tuyên bố, thì nhiều tháng sau những cam kết tài chính từ phía Trung Quốc vẫn còn mịt mờ, chưa được xác định một cách rõ ràng. Sự do dự này làm dấy lên nhiều câu hỏi và hoài nghi từ dư luận. Theo báo cáo từ Reuters. Một nguồn tin thân cận phía Trung Quốc đã tiết lộ rằng Bắc Kinh có nhiều lo ngại về tính khả thi của dự án và vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết chính thức nào về nguồn tài trợ. Bộ ngoại giao Trung Quốc khi được Reuters yêu cầu làm rõ vấn đề này chỉ đưa ra một tuyên bố chung rằng các doanh nghiệp Trung Quốc thường xuyên hỗ trợ Campuchia trong việc nghiên cứu và phát triển các dự án bảo tồn nước theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, câu trả lời ấy lại không nhắc đến bất kỳ cam kết cụ thể nào về việc đầu tư vào kênh đào dù những lời ngọt ngào về tình bạn bên chặt giữa hai nước được lặp đi lặp lại thì bóng dáng của một cam kết tài chính chính thức từ phía Bắc Kinh vẫn còn xa vời. Chính phủ Campuchia cùng với báo chí quốc nội đều từ chối bình luận về nguồn tài trợ khi bị chất vấn trong những tuần gần đây. Những chuyên gia, quan chức và nhà ngoại giao quốc tế đều lo ngại rằng sự mập mờ của Trung Quốc có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ dự án, đặc biệt trong bối cảnh chi phí cụ thể của kênh đào vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tác động môi trường chưa được đánh giá thấu đáo và khả năng tài chính vẫn là một dấu hỏi lớn. Điều này càng làm nổi bật thực tế rằng Trung Quốc đang cắt giảm mạnh mẽ các khoản đầu tư ra nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế nội địa gặp khó khăn. Ngay cả với những quốc gia mà họ từng coi là đối tác chiến lược như Campuchia, sự e dè đó cũng đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh chính trị phức tạp của Đông Nam Á, Campuchia ngày càng đối diện với cái nhìn đầy hoài nghi từ các nhà ngoại giao và chuyên gia chính sách quốc tế đã có những ý kiến gay gắt cho rằng quốc gia này đang bị kéo vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc, trở thành một nước chư hầu phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài chính từ Bắc Kinh. Thậm chí, một số quan điểm còn táo bạo hơn khi gọi Campuchia là một thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc, khi mà các khoản nợ đến từ Bắc Kinh đã chiếm tới hơn 1 phần 3 tổng số nợ công của quốc gia này. Tuy nhiên, dường như một bóng tối khác đang phủ xuống mối quan hệ này. Sau một loạt những dự án cơ sở hạ tầng thất bại, sự đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đang giảm sút đáng kể. Sự lo ngại về các băng nhóm tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc và tình hình suy giảm lượng khách du lịch đã khiến Bắc Kinh phải cân nhắc lại chiến lược đầu tư của mình. Giữa bối cảnh đầy phức tạp ấy, dự án kênh đào phù Nam Tích Trồ với chiều dài 180 km đang nổi lên như một biểu tượng của tham vọng. Kênh đào này nếu hoàn thành sẽ mở rộng đáng kể tuyến đường thủy hiện có, thay đổi cả dòng chảy từ đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam về phía Vịnh Thái Lan, làm đút gãy tuyến vận tải thủy truyền thống của Campuchia qua các cảng của Việt Nam. Với sự chuyển hướng này, Campuchia hy vọng có thể tự tạo ra một con đường vận tải mới thoát khỏi sự phụ thuộc lâu dài vào láng giềng. Dự án này đã chính thức được khởi động khi vào tháng 10 năm 2023, chính phủ Campuchia ký kết thỏa thuận đầu tư với Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc CRBC mở ra kỳ vọng về một tương lai tươi sáng dù các quan chức Campuchia liên tục khẳng định về sự tham gia tích cực của Trung Quốc vào dự án. Nhưng các chi tiết của văn bản thỏa thuận lại không được công khai, khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Reuters vào tháng 5, Phó Thủ tướng Campuchia ông Sun Chan Thôn, người phụ trách chính dự án kênh đào Phủ Nam Tây đã nhấn mạnh rằng tập đoàn CRBC sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc phát triển kênh đào này, đồng thời chịu hoàn toàn chi phí. Đổi lại, họ sẽ nhận được những ưu đãi và nhượng bộ kéo dài nhiều thập kỷ, một thỏa thuận hứa hẹn nhưng cũng đầy rủi ro. Thế nhưng vào buổi lễ khởi công đầy ấn tượng vào tháng 8, Thủ tướng trẻ tuổi Hun Manet đã bất ngờ tuyên bố một thay đổi quan trọng trong cấu trúc sở hữu của dự án kênh đào Phù Nam Tích Châu. Ông chỉ định Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc CRBC sẽ nắm giữ 49% cổ phần, trong khi phần còn lại sẽ thuộc về các công ty Campuchia, dường như nhằm khẳng định sự tự chủ của quốc gia mình trong dự án đầy tham vọng này. Cùng ngày hôm đó, người cha của ông, cựu Thủ tướng Hun Sen, một nhân vật quyền lực đã lãnh đạo Campuchia suốt nhiều thập kỷ, đăng tải một thông điệp trên Facebook kêu gọi thêm Nhật Bản tham gia vào đầu tư kênh đào này. Nước đi này càng tạo thêm một lớp man mờ mịt cho bức tranh địa chính trị vốn đã dối rắm. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi Tân Hòa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, lại không nhắc tới bất kỳ sự tham gia nào của Trung Quốc trong bản tin về sự kiện long trọng ấy. Sự nghi ngờ tiếp tục dâng cao khi vài ngày sau đó, các trợ lý của Phó Thủ tướng Sun Chanthol tiết lộ với Reuters rằng quyền sở hữu chính xác của đoạn kênh đào hợp tác với CRBC vẫn còn chưa rõ ràng, khiến dư luận càng thêm hoang mang. Khi được hỏi về tuyên bố của Campuchia rằng CRBC sẽ nắm giữ 49% cổ phần, một đại diện của tập đoàn này đã thẳng thắn nói với Reuters rằng các số liệu công khai hiện tại không hề chắc chắn và bản chất của dự án này phức tạp hơn nhiều so với những gì đã được công bố. Không lâu sau đó, tập đoàn CRBC cùng với công ty mẹ của họ từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào từ báo chí, làm tăng thêm sự mập mờ và hoài nghi xoay quanh dự án kênh đào đầy tranh cãi này. Một nguồn tin trực tiếp tham gia vào kế hoạch đầu tư tiết lộ rằng, vào thời điểm đầu tháng 11, chưa có bất kỳ đồng tiền nào từ phía Trung Quốc được giải ngân cho dự án này. Thông tin này được xác nhận bởi một quan chức khác và nguồn tin từ một nhà đầu tư Campuchia tham gia vào dự án cũng chia sẻ rằng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Trung Quốc quyết định rút lui và không đầu tư vào kênh đào Phù Nam Tích Châu. Đầu năm nay, Trung Quốc đã không ngần ngại chỉ trích nhiều quan chức Campuchia vì họ đã vội vã công bố các khoản đầu tư của Trung Quốc trước khi có quyết định chính thức tạo ra không ít căng thẳng trong quan hệ hai nước. Những nhân vật liên quan đều từ chối nêu tên vì sự nhạy cảm của tình hình này. Và ba tháng sau lễ khởi công, khi các phóng viên quay trở lại địa điểm buổi lễ bên bờ sông Mê Công, cảnh tượng trước mắt là một sự chống trải đầy thất vọng. Khu vực ấy giờ đã hoang phế, không có dấu hiệu nào của một công trình khổng lồ sắp được triển khai, mà chỉ là một dấu vết nhạt nhòa của một sự kiện từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cả đất nước Campuchia. Những hoài nghi xung quanh dự án kênh đào Phù Nam Tích Chô bùng lên trong bối cảnh viện trợ chính thức của Trung Quốc cho Campuchia vốn đã đóng vai trò như một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước này đang có dấu hiệu chứng lại rõ rệt. Những khoản tài trợ hào phóng cho các công trình hạ tầng đã trở thành ký ức xa xôi khi mà theo số liệu chính thức của chính phủ Campuchia, không có một khoản vay mới nào từ Trung Quốc trong nửa đầu năm 2024. Con số này giảm mạnh so với mức 567 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 và 302 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Ở khắp nơi trên thế giới, sự hiện diện tài chính của Bắc Kinh cũng dần suy giảm, nhưng tại Campuchia, sự thiếu vắng ấy càng thêm rõ nét và có phần đáng lo ngại. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thực hiện một số dự án như xây dựng các tuyến đường bộ và cơ sở hạ tầng khác, họ lại bất ngờ rút khỏi dự án sân bay quốc tế Phnom Penh mới, một dự án từng được hứa hẹn đầu tư lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Điều này xảy ra trong bối cảnh con đường cao tốc nối thủ đô Phnom Penh với Sihanoukville được xây dựng bởi chính tập đoàn cầu đường Trung Quốc CRBC, không thu hút được lượng xe cộ như mong đợi. Người dân địa phương, đặc biệt là các tài xế xe tải, vẫn chọn con đường cũ dù chật trội nhưng không mất phí thay vì sử dụng tuyến cao tốc mới, khiến cho dự án này gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư. Một sân bay khác cũng được Trung Quốc hậu thuẫn tại tỉnh Siem Riệp, nơi nổi tiếng với khu di tích thế giới Angkor Wat, mới đi vào hoạt động không lâu nhưng cũng rơi vào tình trạng vắng lặng. Những kỳ vọng về một sự bùng nổ du lịch từ Campuchia đã không thành hiện thực khi mà sau đại dịch Covid-19, du khách vẫn thưa thớt. Còn những dòng tiền mạnh mẽ từ quốc gia này đổ vào lĩnh vực cờ bạc và bất động sản nay đã cạn kiệt. Từng là một nguồn thu quan trọng, ngành du lịch Campuchia nay đang lâm vào khó khăn chồng chất. Biến cố này lại trùng hợp với một chiến dịch kéo dài của Trung Quốc nhằm cảnh báo công dân mình về những hiểm họa liên quan đến ngành lừa đảo trực tuyến tại Campuchia khiến sự tin tưởng của họ vào đất nước này ngày càng giảm sút. Khi mối quan hệ giữa hai quốc gia không còn mặn mà như trước, tương lai của dự án kênh đào càng trở nên đầy bấp bênh. Nên kinh tế Campuchia phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền từ Bắc Kinh, nhưng hiện tại khi tổng số vốn đầu tư và các khoản vay từ Trung Quốc cho Campuchia đang giảm sút trong nhiều lĩnh vực, sự bền vững của kênh đào phù Nam Tekcho càng trở nên mờ mịt nếu không có cái gật đầu của Bắc Kinh, khó có thể kỳ vọng rằng các nhà đầu tư quốc tế khác sẽ dám dấn thân vào một dự án có quá nhiều rủi ro và sự bất chắc. Thực tế thì cũng chẳng cần đến những cuộc điều tra công phu của các phóng viên Reuters hay những lời thầm thi bí ẩn từ những người trong cuộc. Ngay từ những ngày đầu tiên, khi kênh đảo Phủ Nam Tích Châu còn là một giấc mơ chưa thành hình, các dấu hiệu về sự bất thường trong dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đã hiện rõ qua lời nói của chính Thủ tướng Hun Manet. Mùa hè năm 2024, dưới ánh nắng cháy bỏng của tháng 5, tại buổi lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Campuchia, ông đã mạnh mẽ khẳng định rằng dự án kênh đào Phù Nam dù gặp phải một số trở ngại nhất định, vẫn sẽ không bị trì hoãn. Một lời cam kết tưởng chừng chắc nịch, nhưng lại ẩn chứa những lo ngại khó giấu về tính khả thi của dự án. Phát biểu trước đông đảo người dân và giới truyền thông, Thủ tướng Hun Manet từng tuyên bố đầy quyết liệt Chúng tôi sẽ không trì hoãn việc xây dựng kênh đào Phủ Nam Tích Chô. Khi công trình này bắt đầu, phần lớn người dân Campuchia sẽ tham gia. Chúng tôi đang đàm phán với một công ty đầu tư Trung Quốc vì họ có công nghệ hiện đại và đã đầu tư vào một số dự án khác. Lễ khởi công sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Một lời tuyên bố, một ngọn cờ quyết tâm được dương cao trước toàn dân tộc. Nhưng cũng chính từ những lời ấy, người ta cảm nhận được sự lấp lửng về sự tham gia tài chính của Bắc Kinh nếu quay trở về một năm trước đó, vào năm 2023, không khí hừng hực của Campuchia dường như tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Lúc ấy, chính quyền nước này đã tuyên bố đầy mạnh mẽ rằng Trung Quốc sẽ đứng ra bao trọn chi phí cho dự án canh đào, một lời hứa về tương lai huy hoàng với sự hậu thuẫn toàn diện từ một người khổng lồ kinh tế. Vậy mà chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi trước lễ khởi công, tình hình đã thay đổi những lời hứa hẹn ban đầu về việc Trung Quốc tài trợ toàn bộ chi phí bỗng thu hẹp lại. Tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Hun Manet lại tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ chỉ đóng góp 49% vốn và còn nhiều vấn đề về công nghệ vẫn phải tiếp tục đàm phán. Sự tự tin dường như bị sói mòn từng chút một chỉ để lộ ra một thực tế bấp bênh không chắc chắn. Và bây giờ, khi đã 4 tháng trôi qua kể từ lễ khởi công, những lời đồn thổi càng được khẳng định rõ ràng hơn những nguồn tin thân cận tiết lộ rằng cho đến thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa hề đổ vào dự án một đồng vốn nào. Kế hoạch lớn lao dường như đã gặp phải bão tố ngay khi chưa kịp ra khơi và giấc mộng về một kênh đào huyền thoại kết nối mê công với biển cả vẫn đang lừa lửng giữa những lời hứa hẹn và sự im lặng đầy nghi ngại. Các học giả Trung Quốc cũng bày tỏ về các lo ngại của họ khi mà chính quyền Trung Quốc đổ tiền vào đây. Họ đặt ra 3 vấn đề kinh tế với kênh đào này như sau. Chưa hết, họ e ngại rằng dự án có nguy cơ thua lỗ nặng nề điều này không phải là hiếm thấy bởi trong quá khứ nhiều dự án đầu tư của trung quốc tại campuchia đã rơi vào cảnh thảm bại với kênh đào phủ nam mối lo ngại lớn nhất chính là nếu việt nam quyết định giảm mạnh giá cước cho tàu thuyền campuchia khi quá cảnh qua các tuyến đường thủy của mình thì sức hút của kênh phủ nam sẽ nhanh chóng phai nhạt điều này có thể khiến con kênh không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng trở thành một cơn ác mộng tài chính cho các nhà đầu tư. Hiện nay, khoảng 33% hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia vẫn phải dựa vào hạ lưu sông Mê Công, đi qua các cảng biển Việt Nam. Một con số quá lớn để có thể thay đổi chỉ sau một sớm một chiều, ngay cả khi kênh đào Phú Nam Tích châu hoàn thành. Và ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, khi kênh đào này được đưa vào sử dụng, thì sự hiệu quả kinh tế của nó vẫn là một dấu chấm hỏi chưa có lời giải rõ ràng. Phó thủ tướng Campuchia, ông Sun Chanthon, đã lạc quan dự đoán rằng thu nhập từ việc thu phí sẽ đạt khoảng 88 triệu đô la Mỹ trong năm đầu tiên và có thể tăng lên 570 triệu đô trong 25 năm sau đó, tương đương mức tăng trưởng đều đặn 7,5% mỗi năm trong suốt 25 năm. Một con số đẹp như trong cổ tích. Thế nhưng các chuyên gia kinh tế đều chỉ ra rằng chưa có quốc gia nào trên thế giới từng đạt được kỳ tích tăng trưởng đều đặn như vậy trong suốt chiều dài lịch sử. Chính vì thế Tính khả thi về kinh tế của dự án này không chỉ bị nghi ngờ mà còn vượt quá cả giới hạn của những gì có thể gọi là thực tế. Những lời hứa hẹn ngọt ngào về tương lai huy hoàng bỗng chốc trở thành viễn cảnh xa xôi, khiến giấc mơ phủ Nam lung lay hơn bao giờ hết. Vấn đề thứ hai, dự án này quá nhỏ so với kế hoạch phát triển kinh tế trong dài hạn. Kinh đào của Campuchia chỉ cho phép tàu có trọng tải tối đa là 3.000 tấn hoạt động. Nếu tàu lớn hơn thì vẫn buộc phải quá cảnh qua đường thủy của Việt Nam để đến Campuchia. Nếu Campuchia cũng phát triển kinh tế định hướng xuất khẩu, họ sẽ ngày càng phải sử dụng nhiều tàu to hơn, chứ không thể chỉ dựa vào một đội tàu với nhiều con tàu nhỏ. Cho nên dù có xây xong kênh đào này, Campuchia cũng chưa thể nào hoàn toàn từ bỏ tuyến đường thủy qua Việt Nam được. Vấn đề thứ ba xoay quanh dự án kênh đào Phù Nam chính là sự xung đột với nguyên tắc cơ bản của kinh tế tự do. Trong thời đại mà lợi nhuận và hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu, các thương nhân sẽ không bao giờ chọn con đường xa hơn, tốn kém hơn, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Lịch sử đã chứng minh rằng các tuyến đường thương mại luôn tìm cách tối ưu hóa thời gian và chi phí, và chỉ có những trở ngại thật sự nguy hiểm mới khiến họ phải thay đổi lộ trình quen thuộc. Hãy lấy ví dụ về Biển Đỏ đầy sóng gió và căng thẳng, nơi mà những mối đe dọa từ cướp biển khiến cho các con tàu lớn phải ngần ngại khi đi qua kênh đào Suez. Trước những rủi ro an ninh không thể lường trước, một số tàu đã lựa chọn hành trình dài hơn khi phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng. Sự thay đổi này khiến chi phí mỗi chuyến tăng vọt tới hơn 50%. Theo số liệu từ hãng tư vấn hàng hải RealCree, mỗi container đi qua mũi Hảo Vọng phải chịu thêm từ 500 đến 2.500 đô la phụ phí. Nếu tính đến hàng triệu container lưu thông qua đây mỗi ngày, thì con số ấy trở nên khủng khiếp, dồn áp lực nặng nề lên từng doanh nghiệp vận tải. Trở lại với dự án Phủ Nam, câu chuyện càng thêm phần phức tạp, để tránh các càng biển của Việt Nam, các tàu thương mại sẽ phải chọn con đường qua kênh đào Phủ Nam. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Họ sẽ phải đối mặt với mức phí vào kênh cao hơn, thời gian vận chuyển chậm lại do tốc độ hạn chế trên kênh. Chưa kể đến việc chờ đợi tới 6 tiếng tại ba Âu Tàu khi ra đến cửa biển Vịnh Thái Lan. Chưa hết, từ đó còn phải vòng thêm 398 dặm dưới mũi Cà Mau trước khi ngược lên Vũng Tàu rồi mới tiến tới Thái Bình Dương phía Bắc mất thêm 17 tiếng đồng hồ quý giá. Kết quả là chi phí leo thang đến mức khó có thể chấp nhận, tạo nên một rào cản mà hiếm nhà vận tải nào sẵn sàng vượt qua nếu không bị bắt buộc. Như thế chẳng có gì ngạc nhiên nếu kênh đào Phù Nam bị chính thị trường nội địa quay lưng và trở thành biểu tượng của thất bại, giống như những tòa cao ốc khổng lồ ở Sihanoukville đứng trơ trọi, bỏ hoang và phủ đầy bụi bặm của thời gian. Dự án này, với những tham vọng lớn lao từ những ngày đầu, giờ đây dường như vẫn chìm sâu trong tĩnh lặng. Sự hiện diện của nó trên bản đồ thương mại khu vực vẫn chỉ là một bóng mờ khi viễn cảnh tươi sáng của nó ngày càng bị bao phủ bởi những rào cản kinh tế khó lòng vượt qua. khi mà riêng Campuchia chưa đủ sức mạnh để gánh vác, mà nguồn tài trợ từ Trung Quốc vẫn chưa có lời cam kết chắc chắn. tương lai của dự án này như một ẩn số đầy lo âu. trong kịch bản tồi tệ nhất, kênh đào Phú Nam có thể trở thành một gánh nặng treo lơ lửng gây nên không chỉ nỗi đau về tài chính mà còn đe dọa đến danh tiếng và uy tín của chính quyền thủ tướng Hun Manet. Một thất bại như vậy không chỉ là một sự thất bại cá nhân mà còn có thể kéo theo những hệ lụy chính trị nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, những phe đối lập sẽ tìm được cơ hội để công kích, sử dụng sự bấp bênh của dự án như một vũ khí sắc bén nhằm làm suy yếu chính quyền. Và nếu tình huống này xảy ra, kế hoạch của ông Hun Manet kế hoạch tách campuchia ra khỏi mối liên kết clv để giảm bớt sức ảnh hưởng từ các thế lực đối thủ sẽ chỉ còn là một giấc mơ xa vời tan vỡ trong nghịch cảnh hoàn toàn vô nghĩa